Cho các bạn các cái máy không than tàu thì thường nó có nhiều cái nhãn mác khác nhau, mỗi cái thì nó lại khác nhau một chút về hộp pin, tức là cái độ rộng, rồi khoảng cách cờ, rồi là độ dài. Ở trên tay tôi là cái máy Makita Fake không than tàu. Cái máy không than thì có nhiều dòng, cái dòng tùy mức giá. Đây là một cái dòng mà cái motor khá là nặng, có thể nói đây là một cái dòng khá là tốt cho cái dòng không than của tàu. Thì các cái máy mà máy không than tàu thì cái vỏ chân nó khá là hẹp. Buổi trước thì tôi đã có một cái video để nói về cái đầu đế sạc cho cái pin không than này. Còn bên trong video này thì chúng ta sẽ làm cái đế chuyển. Thì bạn để ý là các cái máy không than tàu thì nó sẽ có chữ brushless kiểu như này. Còn trên đây nó không có một cái nào để biết được là cụ thể cái hãng này là gì. Chúng ta chỉ căn cứ theo cái tên, mà tên này, ví dụ cái vỏ này thì có cái chữ Makita nó khắc này. Tất nhiên đây không phải Makita, đây chỉ là vỏ tàu. Động cơ khá là nặng, động cơ khá là đặc. Và phía trước thì nó có ba cái led để chiếu đèn. Thì để chuyển sang sử dụng cái hộp pin Makita LXT thông thường này thì ở đây tôi có cái đế chuyển dạng này. Đây là cái đế chuyển theo cái phiên bản Onion One. Tất nhiên là cái lò xo này, cái chân này nó bằng lò xo cho nên là đôi khi cái nút bấm này nó hơi dắt, thì vậy bạn chỉ cần ấn tay lại là được. Thì để lắp nó khá là đơn giản, bạn chỉ cần cài vào đấy là xong. Còn khi rút ra thì nó sẽ hơi chặt một chút, bạn phải ấn cái này xuống này, đây cái lẫy này, xong bạn kéo ra, tốt nhất là ấn xong đẩy tay này thì dễ hơn. Đây là một trong những cái phiên bản mà bạn không cần phải sử dụng ốc vít, tức là bộ này là bộ dạng kiểu full hoàn toàn rồi và gắn phía dưới. Đây, nó có chỉ. Motor không than này nó khá là khỏe. Cho cái dòng này thì chắc là tầm khoảng độ gần 1 triệu một cái thân thôi, không không quá đắt. Thì cái đế chuyển sang bộ pin mài Makita thì nó lắp nó sẽ đơn giản hơn. Còn cái bộ pin không than của cái máy này gốc thì buổi trước tôi đã làm một cái video giới thiệu về nó, thì bạn thấy là cái mạch của nó trông khá là tệ. Còn cái mạch của Makita này thì nó tốt hơn một chút. Và khi đóng lại thì bạn có thể sử dụng đóng cái seal chất lượng tốt hơn. Hơn nữa là cái bộ pin Makita này nó khá là thông dụng, vì vậy bạn có thể sử dụng nó cho cả cái máy Makita nữa. Vì vậy bạn là hướng tới là một bộ pin nhưng mà có nhiều loại máy. Thế là cái phiên bản cho cái máy Makita. Cái tất nhiên cái tem trên này nó chỉ in cho vui thôi chứ nó không phải là cái thông số thật. Ít nhất là phân biệt với các cái máy không than khác là nó có chữ Makita in chìm ở trên này. Ok, tháo ra thì ấn này. Hơi chặt chút. Hai cái lẫy đều lắp như nhau. Chốt tự ấn vào. Còn khi ấn ra thì bạn ấn cái này xuống để cho nó chân nó phát ra là được. Cái này thì lắp lỏng hơn. Xin ơn các bạn đã theo dõi.